Rồi, giao Sibo cho anh em Bình Định đặt theo yêu cầu. Luôn là một. Dạ rồi, dạ rồi, ok. Các bạn anh giữ hả? Đưa luôn đi cho quầy làm tiếng. Đó, anh em nào mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình anh em 0977896908. Mua bán xem xe trực tiếp từ thành phố Hồ Chí Minh. Thu hộ 35 triệu nha mà ơi. Ok, xong hết rồi. Xong hết rồi. Rồi anh em mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình anh em 0977896908. Rồi chào anh em.